kinh tế, xã hội mới đã dần khởi sắc sau cơn địa chấn của đại dịch từ cuối năm 2021 đến nay, với rất nhiều nỗ lực chưa từng có của chính phủ trong chiến lược vaccine toàn dân để đưa nền kinh tế trở lại bình thường mới. Vietnam Airlines là một trong những doanh nghiệp đầu tiên tích cực tham gia chiến dịch quan trọng này. Đến sau Tết âm lịch, hoạt động khai thác bay với các mạng đường bay nội địa đã phục hồi đến khoảng 90%. Các mạng đường bay quốc tế cũng đang dần hồi phục so với trước đại dịch. Và vẫn luôn kiên định với giá trị cốt lõi đã đề ra, thực hiện văn hóa an toàn luôn được áp dụng hiệu quả mọi lúc, mọi nơi, trong mọi hoạt động kinh doanh, điều hành, sản xuất của hãng. Và gần đây nhất là giai đoạn mà phòng chống dịch bệnh COVID thì Vietnam Airlines thì vẫn luôn sải cánh, vươn cao cùng với những cái trách nhiệm xã hội mà được Tổ quốc giao cho. Và đây cũng là niềm tự hào, niềm vinh dự của Vietnam Airlines. Và trải qua những cái thách thức cũng như là cơ hội đấy thì cái phần lớn lao nhất đấy là cán bộ công nhân viên của Vietnam Airlines vẫn đồng hành cùng với Vietnam Airlines và đưa Vietnam Airlines vững bước tiến lên. Một tin vui đến với ngành hàng không Việt Nam, một ước mơ đã được hiện thực hóa sau 20 năm chờ đợi và ước mơ đó đã được trở thành hiện thực trong chính những ngày gian khổ của Covid-19. Tròn 65 năm kể từ khi chuyến bay nội địa đầu tiên cất cánh, tháng 11 năm 2021, một hành trình lịch sử khác đã được Vietnam Airlines xác lập. Đó là chuyến bay thẳng thương mại thường lệ đến Mỹ, một trong những quốc gia có hàng rào pháp lý và an ninh hàng không khắt khe bậc nhất thế giới. Thì trong gần 2 năm vừa rồi thì rất nhiều điều đã thay đổi. Các cái khó khăn của hàng không Việt Nam thì cũng chồng chất lên gấp 2, gấp 3 lần. Tuy nhiên thì có một điểm chúng tôi chốt lại là không thay đổi, đó là tinh thần quyết tâm vượt khó. Mỗi một lần có khó khăn hơn thì chúng tôi lại quyết tâm hơn, tìm tòi ra những cái hướng đi mới, những cái cơ hội mới. Và cái việc mở đường bay thương mại đi Mỹ là một trong những cơ hội mà chúng tôi đã tìm thấy trong cái hoàn cảnh đó. Thì chúng tôi đánh giá là việc được cấp cái chứng chỉ mà thường lệ bay đi Mỹ thì một lần nữa nó khẳng định cái giá trị an toàn của Vietnam Airlines, khẳng định cái vị thế của hãng không quốc gia, vị thế của ngành hàng không đối với đất nước Việt Nam. Có thể nói là dưới cái sự lãnh đạo rất là sát sao và quyết liệt của lãnh đạo của tổng công ty, của các cơ quan đơn vị đã phối hợp cùng với các ban về chất lượng đã được giao nhiệm vụ là cái cầu nối trực tiếp với các nhà chức trách và cũng nhà tư vấn ở Hoa Kỳ. Thì mặc dù với dưới sự tác động của dịch COVID ấy, cán bộ cũng nhân viên cắt giảm hoặc là thu nhập giảm, nhưng mà mọi người đều nỗ lực hoàn thành công việc được giao. Và các bạn biết là cái múi giờ chênh lệch giữa Mỹ và Việt Nam là 12 tiếng thì nhiều khi là các cái nhân viên của ban là phải liên tục làm việc bổ trợ hồ sơ. Và cái hôm mà chúng ta nhận được ấy, cái chứng chỉ FOC là lúc 4 giờ sáng giờ Việt Nam. Và ban quản lý chất lượng ấy, thì cũng đã xây dựng và phát triển hệ thống quản lý an toàn ngay từ năm 2008, xây dựng thành công bộ chỉ số đo lường đánh giá về an toàn và đưa vào áp dụng trong toàn bộ Vietnam Airlines từ năm 2013. Và với sự lãnh đạo của tổng công ty và của các cơ quan đơn vị thì chúng ta đã nâng cao hiệu quả trong công tác an toàn và đi đầu và tiên phong trong việc áp dụng các phương pháp quản lý an toàn hiệu quả trong toàn công ty. Đúc rút từ các kinh nghiệm thực tiễn trong những năm trở lại đây, là đơn vị chủ trì chính về văn hóa an toàn của VNA, Ban An toàn chất lượng của Vietnam Airlines đã có nhiều cách tiếp cận hết sức linh hoạt và sáng tạo, phù hợp với xu hướng phát triển của thời cuộc. Lấy chuyển đổi số hay Digital Safety làm định hướng xuyên suốt, chương trình văn hóa an toàn 2021 bao gồm rất nhiều các hoạt động với các nội dung phong phú và bám sát với các hoạt động của tổng công ty trong từng giai đoạn. Một là phổ biến kiến thức, đồng thời qua đó đo lường được mức độ nhận thức và sự hiểu biết của tất cả đội ngũ cán bộ công nhân viên về văn hóa an toàn và thực hiện văn hóa an toàn ở VNA qua cuộc thi theo hình thức trò chơi hóa hay Gamified Contest. Hệ thống quản lý an toàn của Vietnam Airlines được cơ cấu như thế nào và vận hành ra sao? Năm nay, các phòng thi của trò chơi tìm hiểu về văn hóa an toàn được lấy cảm hứng từ sự kiện được mong chờ và chào đón nhất của năm, với việc VNA mở đường bay thương mại trực tiếp tới Hoa Kỳ sau rất nhiều năm nỗ lực không ngừng nghỉ của chính phủ hai nước. Các trò chơi được thiết kế theo 5 giai đoạn: cất cánh, bay bằng, hạ cánh, lấp lánh, sắc màu, tự tin tỏa sáng.
và vòng cuối cùng với cuộc thi hùng biện trực tiếp với ban giám khảo là các lãnh đạo cấp cao của Cục Hàng không và VNA của 5 thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi, cũng chính là một điểm nhấn tại lễ sơ kết văn hóa an toàn hôm nay. Hay là chuyển đổi các bộ thông số, chỉ số an toàn được thu thập trên toàn hệ thống thành các biểu mẫu, đồ họa trên website văn hóa an toàn. Từ 3 năm trở lại đây, website văn hóa an toàn đính trên domain vietnamairlines.com đã là môi trường tác nghiệp chính của Ban An toàn chất lượng với các bản tin, cuộc họp, khảo sát, đào tạo, điều tra, thư viện kiến thức, hình ảnh với rất nhiều các thông tin hữu ích. Với việc làm giàu thêm kho tư liệu các kiến thức phong phú, cập nhật liên tục các thông tin hữu ích cần thiết kịp thời, thì việc dần số hóa các dữ liệu của trang web văn hóa an toàn là một việc làm hết sức cần thiết và phù hợp với xu hướng phát triển. Là một trong những công cụ tìm kiếm, các thông tin về văn hóa an toàn của VNA rất thiết thực và hữu dụng, cho phép người dùng trong toàn tầm công ty nắm bắt được các thông tin liên quan đến toàn hệ thống quản lý an toàn, cũng như các cách thức vận hành của hệ thống. Ba là các hoạt động về đào tạo với các chủ đề được thiết kế theo tình hình thực tiễn của từng năm. Với chủ đề Change Management hay quản lý sự thay đổi là một chủ đề được các lãnh đạo tổng công ty đề cao, đặc biệt sau cơn đại địa chấn Covid vừa qua và tác động của nó tới toàn cầu, thì việc quản lý sự thay đổi lại càng cấp thiết hơn bao giờ hết. Và với việc chuẩn bị cho quá trình phục hồi các đường bay trong trạng thái bình thường mới, đội bay đã khác, nhân lực, nhận thức, khách hàng, quy định cũng như trải nghiệm khách hàng, đối tác quốc gia, quốc tế đã thay đổi, thì vấn đề quản lý rủi ro lúc này được nâng lên thành nhận thức về quản lý điều hành liên tục hay Business Continuity Management. Yếu tố con người được nhắc lại và nhấn mạnh hơn, làm rõ trách nhiệm cũng như nâng cao các vai trò, ý thức từng cá nhân và tầm quan trọng trong hệ thống của tổ chức. Các mối quan tâm đến rủi ro trong điều hành khai thác trong mọi lĩnh vực từ trên không đến mặt đất. Bốn là phỏng vấn nhóm trọng tâm với các lãnh đạo tổng công ty liên quan đến quản lý rủi ro, nâng lên thành quản lý khủng hoảng. Đây là khái niệm không doanh nghiệp nào mong muốn. Tuy nhiên, với những ngành nhạy cảm với khủng hoảng và dễ bị tổn thương bởi các yếu tố ngoại sinh như lĩnh vực hàng không, thì tất cả các hãng hàng không trên thế giới cũng như các quốc gia luôn được khuyến cáo nên sớm có sự chuẩn bị cũng như các phương án dự phòng, phải đào sâu tư duy và có sự chuẩn bị. Đặc biệt sau những gì mà ngành hàng không thế giới vừa trải qua với khủng hoảng đại dịch và tiếp theo là khủng hoảng địa chính trị dẫn đến các đường bay buộc phải thiết kế dài hơn, các đòn trừng phạt kinh tế, các bất ổn về chính trị, chiến tranh, khủng bố, dịch bệnh, thiên tai liên tiếp xảy ra, giá nhiên liệu, vật tư tăng chóng mặt, nhấn chìm mọi nỗ lực phục hồi sau đại dịch. Hơn khi nào hết, VNA cần chuẩn bị thật kỹ lưỡng cho mọi vấn đề liên quan đến an toàn, an ninh, xử lý khẩn nguy, kiểm soát và hạn chế rủi ro trong mọi hoạt động kinh doanh khai thác của hãng. Năm là đánh giá công tác quản lý an toàn, quản lý rủi ro tại Vaeco. Đây là một trong những hoạt động quan trọng ảnh hưởng tới công tác an toàn kỹ thuật, đảm bảo chất lượng tàu cho khai thác dịch vụ 4 sao, tiếp tục hướng tới 5 sao của hãng. Do vậy, các nhà bảo hiểm luôn coi trọng khả năng đảm bảo an toàn, chống rủi ro của công ty kỹ thuật máy bay của chúng ta nhằm giảm thiểu đền bù tổn thất. Chuyên gia Pháp từng nhiều năm xây dựng hệ thống an toàn chất lượng của Air France đã tiến hành phỏng vấn, phân tích dữ liệu, báo cáo, khuyến nghị nhằm cải thiện năng lực quản lý an toàn và rủi ro của Vaeco. 6 là tổng hợp các bộ kiến thức về xây dựng văn hóa an toàn thành một cẩm nang theo 6 trụ cột được Ban An toàn chất lượng soạn thảo và đệ trình lên ban lãnh đạo tổng công ty, bao gồm khảo sát văn hóa an toàn quốc tế theo thước đo Patrick Susson hay mức độ trưởng thành văn hóa, các hoạt động đào tạo quản lý an toàn, rủi ro, các hoạt động truyền thông về an toàn, văn hóa an toàn, các đánh giá về công tác quản lý an toàn, rủi ro của các đơn vị, các hoạt động chuyển đổi số trong xây dựng văn hóa an toàn, đặc biệt là các hoạt động chuyển giao tri thức trong quản lý an toàn, rủi ro để đảm bảo văn hóa học tập liên tục được duy trì trên mọi phương diện hoạt động của tổ chức. Chúng ta vừa điểm qua các hoạt động xây dựng văn hóa an toàn tại VNA trong năm 2021-2022. Mặc dù nguồn lực có hạn, Ban An toàn chất lượng đã ý thức được cần phải nỗ lực cùng tổng công ty và các đối tác trong ngành, từ nhà đương cục tới quản lý sân bay, tới quản lý không lưu, tập trung cho phục hồi các đường bay, các hoạt động kinh doanh, kỹ thuật, dịch vụ sau đại dịch, đồng thời sẵn sàng ứng phó với những thách thức mới mang tính toàn cầu, khu vực, địa phương.
rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành tiếp theo của lãnh đạo tổng công ty, các đối tác, đặc biệt là tập thể các cán bộ, nhân viên VNA cùng nhau chia sẻ, nâng cao ý thức, trách nhiệm, quyết tâm xây dựng văn hóa an toàn doanh nghiệp đạt mức tiên tiến, ưu việt vào năm 2025, mức 5.0 như mục tiêu đã đề ra.